Con mẹ con bà. Dạ, bà. Quân sĩ. Hoàng tử. Hoàng tử gọi mẹ. Hoàng tử ơi em. Quá vậy vậy. Mẹ dập đầu cầu con rộng lượng dung tha. Tội ác mẹ gây ra phải lẫm vào hậu qua. Tuổi đã già mà ngây thơ khờ dại. Nghe sao lợn quỷ cái này đây. Đổ thừa nữa. Tâm ơi xin con hãy bỏ qua, mẹ xin đa tạ ơn vàng. Tôi biết tội lỗi tôi gây ra hối hận thì cũng quá muộn màng. Tất cả chẳng chấp nay, nhưng ông trời không chế bỏ. Ông đánh xuống một cái rầm, nó là tan xác cả mẹ lẫn con lẫn. Cũng tại con quỷ cái này nè, tại mày mà tội lỗi tao chất bằng nôn. Bà mẹ mày xúi tao làm chuyện bậy bạ không à? Dạ, tôi chửi con tôi cho các người nhìn thấy. Và sanh tật nghe theo mới gây chuyện tài trời. Trời ơi, bà còn muốn nói gì nữa không? Dạ thôi, một câu thôi, đủ rồi. Nói nhiều quá chúng thấy chúng ghét. Thưa hoàng tử, xưa nay theo lẽ thường tình, ân oán phải được phân minh, kẻ làm ác khó tránh khỏi luật gia hình. Đúng, ý của lão bà thật hợp ý ta, mà cũng có lẽ hợp ý dân chúng làng An Lạng. Quân! Dạ, năm lại hoàng tử. Em tuy lớn xác nhưng tuổi còn nhỏ, tâm hồn còn bé bỏng, chẳng qua gì đã nghe lời mẹ suy. Nín này! Bây giờ mày còn nói ra mày đổ thừa hãy. Để tao. Tâm con, vì tưởng con chết thiệt nên vì mừng quá tao tính tao ăn mừng. Ai ngờ đâu có còn sống thì gì cũng... Cũng sao? Dạ cũng mừng chứ làm sao. Thôi hãy câm đi cái miệng lưỡi điêu ngoa dối trá. Và đừng tưới xuống đây những giọt nước mắt ích kỷ tham lam. Vừa. Hơi thở của các người chỉ làm nhiễm độc không gian. Vừa lắm. Ta không thể... Thử sao nịnh cũng bị giết quá. Em khuyên chàng nên mở lượng hải hà. Có khó khăn gì một kiếp chết ra ma. Nên để cho họ sống mà cả đời lương tâm say rứt, thấy chưa? Thôi được, ta nể tình nàng. Nội giám hãy truyền cho quân hầu cúng nữ chọn những bông hoa đẹp nhất miền thôn giả kết lại thành dòng, rồi đón nàng tắm của ta về cúng nội. Dạ. Còn mẹ về cung nào con, thế nào cũng có. Tội lỗi của mẹ con bà. Ta truyền quân sĩ dẫn mẹ con bà về làng An Lạng cho dân chúng xử tội. Trời, tao nói mà mày không chịu nghe. Mày thấy không? Thấy về cái hậu quả. Biểu mày tu mày không chịu tu mà. Đi. Dạ. Đi chưa? Để cho em tâm sự. Tâm sự gì? Dạ. Đứng đây nói tao ngắt mặt vợ nè. Dạ. Để từ từ đi dữ vậy. Trời ơi chảnh kìa. Quân. Truyền hồi cung, rước bá mẫu và nàng tắm của ta về triều nội.